Chào cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cách thay mực cho dòng máy Toshiba 757. Đó. Đây. Cái này là nó đang báo hết mực nè. Dòm vô này nè. Với đây. Cái này là nó hiện này báo lên là cái dòng chữ này là hết mực. Đó, với ngay chỗ này nữa nè. Ngay chỗ này nó chớp 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 là nó đang báo hết mực đó. Với cái này mình sẽ vô đây. Đó, vô đây cái nó biểu đây nè, thay mực nè. Dòm cái chữ nào mà có cái chữ tông đơ là nó sẽ kêu mình thay mực á. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Tháo nó ra như thế nào? Đó, đây bên hông nó có cái độ mở ra nha các bạn. Đó. Thấy chưa? Rồi. Và đây là một cái bình mực của nó. Bây giờ mình sẽ tháo bình mực nó ra thôi. Đây. Đó, bình mực của nó mình đã ghi ra. Và cái này á, mình chỉ rút cái này ra thôi. Rút ra. Đó, mình chỉ rút ra vậy thôi nha các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ đi đổ mực nó vô. Đây, trong này của nó là như vậy. Nó có mấy cái đầu chụp vô vậy thôi chứ không có gì hết á. Đó. Rồi, giờ đi xem đổ mực nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đổ mực vô. Mỗi lần đổ là được chút chút vậy đó. Này là cái mực cũ của nó hồi nãy hết đổ ra còn có chút xíu à. Còn này giờ mình vô mực mới để đổ xong rồi quay cho các bạn xem cái mực của cái máy này. Máy này nó sẽ sử dụng mực gì? Rồi, hết rồi các bạn ơi. Đó. Ồ, đó, đó. Nó xịt ra một cái là nó đen thui vậy đó. Giống như con mực vậy đó. Y như con mực mà có cái bình mực của nó vậy đó. Đó. Dính tới đâu là cái phần đen tới đó. Rồi, đây hết chưa? Đây, đây cái mực của nó, cái hiệu mực của nó đây, quay cho cả nhà xem. Nè, tông nơ, for gì nè, win gì đó không biết. Đó, này là xài cho các dòng máy. Mực này dòng xài cho dòng máy gì 357, 457, 577, 657 gì nè. Như 757, 857. Nhưng mà
cái máy của mình á là nó chỉ chạy được cái mực là 757 này thôi. Chạy mà khác cái mực này á là nó không có ra. Nó không chạy luôn á. Đó. Rồi. Bên mực này túi này nó có để bao nhiêu không? 1000 gram. Đó. Xong. Đó. Rồi, giờ mình gắn vô. Mình gắn vô, mình chỉ việc nhét cái này vô vậy thôi là xong rồi đó. Không có làm gì nữa hết. Chỉ cần canh ngay cái khớp mình nhét vô là xong rồi. Đó, thì đó thì chỉ nhét vô. Đúng rồi, nhét vô là xong. Rồi. Đó. Đó. Rồi nó chạy á, đang chỉ cần nhét vô vậy là xong rồi đó. Giờ đang nạp mực. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách bơm mực cho máy bơm photo 757 rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phô thử một tờ giấy. Đây, mình đã chuẩn bị một tờ lịch. Để vậy. A4 này chọn A4 rồi. Đây. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Rõ ràng. Rồi xong.